Chào mừng các bạn. Chúng ta chuẩn bị là nấu bánh chưng thì gồm có lá tre khô, măng bô lít. Lá tre khô bạn mua về bạn ngâm nước 2 ngày. Lá chuối đông lạnh và nếp, sweet rice, nếp, green bean, đậu xanh, thịt heo, thịt mông, hành. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thứ này thì chúng ta sẽ kết hợp lại thành một cái bánh chưng. Vâng, với lại khuôn nữa. Bạn muốn làm khuôn 4 inch thì nó nhỏ, 1 inch là 2,5 cm. Vâng, còn khuôn này là 5 inch. Yeah, 5 inch. Các bạn tự làm bằng cái giấy cắt tông cứng á, các bạn ghép vô 4 góc thành một cái khuôn vuông. Cái này là 6 inches. Vâng. Lá chi khi bạn ngâm 2 ngày thì nó sẽ là như vậy. Xong cái các bạn bắt đầu các bạn lau kỹ đi cho sạch rồi bắt đầu cắt ra cho vừa với cái khung đó thôi. Vâng. Còn đây là nồi bánh chưng đang nấu á. Nấu 8 tiếng. Vâng. Cái này là 8 tiếng mình đổ nước nóng vô á. Xong cái mình có một nồi nước nóng nữa để bên hông. Vâng. Thế mà nó càng đi thì mình châm vào. Nấu trong 8 tiếng thì ta có bánh chưng ăn. Các bạn thấy không? Đang sôi.